Hồi sáng, ông bà Loan ở đầu xóm có sang hỏi cưới con Mai. Dạ, gấp vậy. Con sợ nhà mình chuẩn bị không kịp cái gì. Con nghĩ ngày mai luôn thì hơi gấp. Để lát con qua nhà ông bà Loan, xin lùi lại lịch sang hôm nữa. Cô cậu cứ chuẩn bị bình thường, không cần cầu kỳ quá. Nhưng mà cháu chưa gặp người ta bao giờ, làm sao mà... Không được nhiều lời. Cháu không lấy người cháu chưa gặp bao giờ đâu. Con chào ngoại. Con chào mọi người ạ. Con xin phép về phòng. Cháu về rồi thì ở đây đi. Hôm nay có bà đây sang thư chuyện để con và cậu Cảnh tiện cho quan hệ thời gian tới. Nhưng... Không đến lượt cháu nói chuyện. Hôm nay gia đình tôi sang đây để nói chuyện, xin phép ông bà cho được cưới cháu Mai về làm dâu con trong nhà. Được ông bà bên đó để ý là phúc phận của cái Mai nhà tôi rồi. Con không đồng ý. Trước mặt bao nhiêu người mà cháu dám để gia đình mình mất mặt thế hả? Cháu... Chuyện hôn nhân của cháu thì để cháu tự quyết định là được rồi ạ. Không đến lượt cháu lên tiếng. Từ trước đến nay, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Kể cả cháu có thích hay không thích, cũng không có quyền được lựa chọn. Còn anh, liệu mà làm, tôi không muốn mất mặt một lần nữa đâu. Để anh thưa chuyện với bà, anh tin là bà sẽ hiểu và tác thành cho hai đứa mình thôi. Không được đâu anh ạ. Ngoại là người vô cùng cứng nhắc. Ngoại chỉ tin những gì ngoại muốn tin thôi. Thế còn chuyện của hai đứa chúng mình thì sao? Em định từ bỏ tất cả à? Cháu không đồng ý cái hôn sự này là bởi vì cái thằng khố rách áo ôm đó. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Ngoại yêu cầu cháu dừng ngay cái quan hệ với thằng đó đi. Ngoại không muốn cháu gái của ngoại yêu một cái thằng tay trắng như thế. Ngoại, ngoại không muốn cháu lấy một thằng chồng vô dụng, vô dụng đến mức phải đi ở rể. Ngoại đã quyết định rồi, không bàn gì nữa. Sau này, nếu em nhìn thấy chiếc vòng tay còn lại, thì tức là anh chờ em ở đây.
Anh này, hay là mình bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Nhưng mà em định đi đâu? Theo anh, em sẽ khổ lắm đấy. Em không sợ khổ, em chịu được. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Thế giờ con định đi đâu? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con không thể nào sống cùng người mà con không có tình cảm được bố. Nhưng đó là quyết định của ngoại con. Vì thế nên con mới phải ra đi. Nếu như con cứ miễn cưỡng nghe theo lời của ngoại thì cả cuộc đời này có lẽ con sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa. Phải hạnh phúc con nhé. Con hạnh phúc thì bố mới hạnh phúc. Con sống mà không hạnh phúc thì bố cũng không hạnh phúc. Thôi, con đi nhanh lên. Trời sáng, ngoại mà dậy là không đi được đâu. Thôi đi đi con, đi đi. Bà chủ, bà có được không đây? Mày! Huy! Mày! Mày! Bỏ ra! Anh Huy! Mở cửa ra! Không có lệnh của tôi. Cô cậu không được mở cửa cho con bé. Mẹ, tôi không làm như thế thì làm sao con Mai nó về nhà? Bố xin lỗi. Bố không có lỗi. Nhưng mà bố, con xin bố hãy thả con ra. Bố ơi, anh Huy ấy cứ đang chờ con. Bố, con xin bố. Bố không làm gì được. Ngoại con đã quyết rồi. Bố xin lỗi. Bố. Dạ. Có điều gì muốn nói thì nói đi. Con nghĩ hay là mẹ có thể nương tay mà thả con bé ra. Chuyện này tôi đã nói rồi, không được là không được. Ngày kia ông bà Loan sẽ sang dạm ngõ con bé. Vợ chồng anh chị chuẩn bị dần đi. Dạ. Nếu em nhìn thấy chiếc vòng tay con lại,
thì tức là anh chờ em ở đây. Mai này, sao bỗng dưng cháu lại đổi ý? Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cái tên nghèo khổ rách áo ôm đấy làm sao mà mang lại hạnh phúc cho cháu được? Đúng, ngoại cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. À, ngoại này, hay là lát nữa ngoại cho cháu ra ngoài mua ít quần áo và nữ trang. Dù gì thì nhà bên kia ngày mai họ cũng qua ăn hỏi. Mà bây giờ nhìn cháu tình toàn quá. Ngoại, ngoại yên tâm đi. Bây giờ cháu không còn tơ tưởng gì đến cái tên đó nữa đâu. Ừ, thế cũng được. Lát ngoại cho gia nhân đi cùng, tiện gì mua nấy. Dạ. Con thử áo cưới đi. Ngày mai nhà trai họ đón con về rồi. Mai ơi, con dậy chưa? Mẹ mang cơm đến cho con đây. Con xin lỗi ngoại, con xin lỗi ba mẹ, vì con không thể nào báo hiếu cho ngoại và ba mẹ được nữa. Có lẽ cuộc sống của con là một sự sai lầm của tạo hóa. Khi mà con không được tự quyết định làm gì, muốn gì, mà thay vào đó là phải nghe theo quyết định của người khác. Con xin lỗi vì sự đường đột này. Nếu có kiếp sau, con nguyện vẫn được làm con gái của ba mẹ, cháu gái của bà. Con xin lỗi.
Về vùng trời xa vắng chỉ còn mỗi chúng mình say.